chú anh chị con tên Ngân quê ở cái Môn ấp bình tây xã vĩnh thành huyện chợ lách tỉnh bến tre hôm nay con làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái uh, cây khế uh, đài loan thì hiện tại cây khế đài loan của con thì thân cây nó cỡ như ngón tay út vậy đó nó cỡ nhân ngón tay út và chiều cao của cây là khoảng 3 gang tay là tương đương với khoảng 5 cho đến 6 tấc thì cái cây của mình thì nó đã được, được ghép liền cốt rồi cái đặc tính của cây khế đại long là nó cái trái của nó sẽ to thì cái có cái trái nó sẽ to hơn nửa ký luôn cái bà nó ăn ngọt ngon nha quý cô chú anh chị thì cái cây này thì đem về mình trồng thì khoảng là 3 đến 5 tháng là cây đã bắt đầu cho trái rồi giống như cây phía trước mắt quý cô chú anh chị xem nè nó đã cho trái rồi nhưng mà trong quá trình vận chuyển đó, thì trái chắc nó sẽ rụng nó sẽ rụng và cái lá nó sẽ rụng khoảng 70 đến 80 phần trăm nhưng quý cô chú anh chị yên tâm khi nhận cây thì kiểm tra cái thân cây nó xanh tươi thì quý cô chú anh chị hãy nhận hàng nha Tại vì khoảng 10 cho đến 15 ngày thì cây nó sẽ lọc lá lại với quý cô chú anh chị ngoài khế Đài Loan thì con còn có khế gân nè còn khế lá xoắn nè rồi khế ngọt khế chua bình thường rồi đến những cái cây khế khế bonsai thì trong từng video thì con đã giới thiệu với quý cô chú anh chị á nên quý cô chú anh chị có nhu cầu về khế giống nè mai con mai ghép bông trang các loại cây giống các loại thì liên hệ với con nha cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ và đồng hành với con nhé